Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB & Associates Income Tax Inc., nơi phục vụ quý vị trong nhiều dịch vụ như bookkeeping, tax planning, living trust. Mọi chi tiết xin gọi Bình Võ 714-531-8192. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Việc chính quyền Biden đe dọa áp thêm thuế quan đối với Trung Quốc là tín hiệu mới nhất trong năm bầu cử cho thấy mối quan hệ bằng giá hơn với Trung Quốc có thể sẽ tiếp diễn bất kể ai thắng cử Tổng thống Mỹ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19 tháng 4 thúc giục các nước thành viên cung cấp thêm hệ thống phi đạn Patriot cho Ukraine, trong lúc Tổng thống Zelensky lặp lại lời kêu gọi gần như hàng ngày để xin thêm thiết bị phòng không của phương Tây. Các quan chức Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ triển khai phi đạn tầm trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên kể từ chiến tranh lạnh. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Bảy nói, nỗ lực kết nạp một nhà nước Palestine vào Liên Hợp Quốc là một bước đi đúng nhằm cải chính sự bất công lâu dài. Gần phân nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang bị sụt lún ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng, khiến hàng triệu người có nguy cơ bị ngập lụt, đặc biệt là khi mực nước biển dâng cao. Bắc Hàn đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn phi đạn hành trình và phóng thử phi đạn phòng không mới ở biển Tây của Triều Tiên vào ngày thứ Sáu. Bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, bị bộ đội biên phòng thuộc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cấm xuất cảnh hôm 18 tháng 4 khi bà trên đường sang Campuchia du lịch cùng gia đình. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa ký văn bản chỉ đạo ngành hải quan và các cơ quan liên quan đẩy mạnh hiện đại hóa cũng như phải xử lý, chấn chỉnh các hành vi phạm luật gây phiền hà sách nhiễu. Và sau đây là bản tin chi tiết. Việc chính quyền Biden đe dọa áp thêm thuế quan đối với Trung Quốc là tín hiệu mới nhất trong năm bầu cử cho thấy mối quan hệ bằng giá hơn với Trung Quốc có thể sẽ tiếp diễn bất kể ai thắng cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Biden đã tới bang chiến trường Pennsylvania hôm 17 tháng 4 để kêu gọi tăng thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc, và các quan chức chính quyền hàng đầu đã báo hiệu rằng đây có thể không phải là loạt đạn cuối cùng của ông nhắm vào Trung Quốc trong mùa bầu cử này. Cùng ngày 17 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ra tín hiệu rằng thuế quan đối với xe điện của Trung Quốc có thể là cần thiết để bảo vệ người lao động Mỹ khỏi tình trạng sản xuất dư thừa của Bắc Kinh. Tuần này, chính quyền Hoa Kỳ cũng mở một cuộc điều tra về những gì họ cho là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thống trị các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu. Nhiều chuyên gia hiện cho rằng kết quả của cuộc điều tra đó và quá trình xem xét kéo dài nhiều năm liên tục về các chính sách thương mại thời Trump sẽ dẫn đến việc có thêm nhiều mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Lưu Bằng Vũ, cho biết thuế quan của Mỹ thể hiện chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ. Quyết định tăng thuế trong tuần này của chính quyền Biden cho thấy môi trường thương mại diều hâu đang hướng tới cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, khi ông Biden và đối thủ đảng Cộng hòa của ông là ông Donald Trump coi lập trường cứng rắn với Trung Quốc là một phần trên con đường dẫn đến chiến thắng, đặc biệt là các bang chiến trường thuộc vành đai rỉ sắt của vùng công nghiệp hết thời như Michigan và Pennsylvania. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19 tháng 4 thúc giục các nước thành viên cung cấp thêm hệ thống phi đạn Patriot cho Ukraine, trong lúc Tổng thống Zelensky lặp lại lời kêu gọi gần như hàng ngày để xin thêm thiết bị phòng không của phương Tây. Ông Stoltenberg nói với các phóng viên sau cuộc họp trực tuyến giữa các bộ trưởng quốc phòng từ Liên minh 32 nước mà ông Zelensky tham dự từ xa. NATO đã vạch ra các khả năng hiện có trong khắp liên minh và có những hệ thống có thể cung cấp được cho Ukraine.
Không quân của Nga mạnh hơn Ukraine rất nhiều, nhưng các hệ thống phi đạn tinh vi mà các đối tác phương Tây cấp cho Ukraine là mối đe dọa lớn cho Nga, trong khi lực lượng của nước này đang dần tiến quân dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km trong cuộc chiến. Ukraine đang xin ít nhất 7 khẩu đội Patriot. Ông Stoltenberg từ chối cho biết nước NATO nào có hệ thống phòng không hoặc có thể có bao nhiêu hệ thống, nói rằng đây là thông tin bảo mật. Nhưng ông nhấn mạnh, ông mong các nước sẽ sớm ra thông báo hỗ trợ mới, không chỉ riêng hệ thống Patriot, ông nói. Các đồng minh phải lục sâu trong kho dự trữ của mình và tăng tốc cung cấp phi đạn, pháo và đạn dược. Ukraine đang sử dụng vũ khí mà chúng ta cung cấp để tiêu diệt khả năng chiến đấu của Nga. Điều này làm cho tất cả chúng ta an toàn hơn. Hỗ trợ Ukraine không phải là từ thiện, đó là đầu tư vào an ninh của chính chúng ta. Các khẩu đội phi đạn Patriot có thể mất 2 năm để chế tạo, vì vậy các nước sở hữu chúng có thể do dự vì lý do an ninh. Đức có tổng cộng 12 hệ thống, nhưng đang cung cấp 3 hệ thống cho Ukraine. Ba Lan giáp biên giới Ukraine chỉ có 2 và cần giữ chúng để phòng thủ. Hy Lạp, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha cũng sở hữu Patriot. Một lợi thế lớn của việc cung cấp các hệ thống do Mỹ sản xuất, ngoài tính hữu hiệu của chúng, là quân đội Ukraine đã được huấn luyện cách sử dụng. Ông Stoltenberg nói, chỉ có giảm xuống dưới mức quy định là cách duy nhất mà các đồng minh NATO có thể cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà cần có để tự vệ, thì đó là rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận. Ngoài việc cung cấp các khẩu đội Patriot mới, ông Stoltenberg nói, điều quan trọng đối với các đồng minh là đảm bảo rằng các hệ thống họ gửi được bảo trì tốt, có phụ tùng thay thế và nhiều phi đạn đánh chặn. Các quan chức Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ triển khai phi đạn tầm trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên kể từ chiến tranh lạnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tại cuộc họp báo nói, Trung Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ việc Mỹ tăng cường bố trí thủy uy ngay trước cửa ngõ của Trung Quốc nhằm tìm kiếm lợi thế quân sự đơn phương. Quân đội Mỹ đầu tuần này xác nhận rằng, vào ngày 11 tháng 4, họ đã bố trí hệ thống phi đạn tầm trung ở phía bắc đảo Luzon của Philippines như một phần của cuộc tập trận quân sự chung mang tên Solanis 24. Đây là lần đầu tiên kể từ chiến tranh lạnh, Mỹ triển khai một hệ thống như vậy ở châu Á. Hệ thống này là dàn phóng Typhoon mới nhất của lục quân Mỹ. Nó là một hệ thống trên bộ có thể bắn nhiều phi đạn khác nhau, bao gồm phi đạn siêu thanh SM-6 với tầm bắn khoảng 450 km và phi đạn hành trình Tomahawk với tầm bắn tối đa 2.500 km. Điều đó có nghĩa là hệ thống này có khả năng bao phủ không chỉ toàn bộ eo biển Đài Loan và eo biển Luzon của Philippines, mà còn cả các thành phố quan trọng nhất nằm trên bờ biển phía đông Trung Quốc và các căn cứ quân sự của Trung Quốc trong và xung quanh Biển Đông. Người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, hệ thống phi đạn này sẽ chỉ được quân đội sử dụng trong cuộc tập trận Solanis 24. Kết thúc vào ngày 19 tháng 4 và trong cuộc tập trận Balakistan 24 sắp tới, bắt đầu vào ngày 22 tháng 4 và kết thúc vào ngày 10 tháng 5. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của lục quân Mỹ George Flint hồi đầu tháng này nói với truyền thông Nam Hàn rằng phi đạn sẽ sớm được cài đặt mặc dù ông không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể. Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ chớ có thực hiện kế hoạch này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuần trước gọi đây là một bước đi nguy hiểm sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của các nước trong khu vực và làm suy yếu hòa bình ổn định khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Bảy nói nỗ lực kết nạp một nhà nước Palestine vào Liên Hợp Quốc là một bước đi đúng nhằm cải chính sự bất công lâu dài. Ông đưa ra phát biểu này tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Papua New Guinea trong chuyến thăm đất nước này. Mỹ hôm thứ Năm đã ngăn chặn Liên Hiệp Quốc công nhận một nhà nước Palestine bằng việc phủ quyết trong Hội đồng Bảo an khước từ cho người Palestine tư cách thành viên đầy đủ của cơ quan thế giới này. Ông Vương Nghị cũng nói, khu vực Nam Thái Bình Dương không nên trở thành đấu trường cho các cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc
và rằng sự hỗ trợ của các nước này đối với các quốc gia ở đó không có điều kiện chính trị. Thái Bình Dương đã trở thành nơi cạnh tranh khốc liệt để giành ảnh hưởng giữa Mỹ, vốn từ lâu coi đây là sân sau của mình, và Trung Quốc, nước đang nhắm mục tiêu vào đồng minh Đài Loan của Washington ở đó. Ông Vương nói, khu vực Nam Thái Bình Dương không nên trở thành đấu trường cho các cường quốc đấu đá, và không quốc gia nào nên coi các đảo quốc này là sân sau của riêng mình, hoặc đối đầu một mất một còn và ký kết các thỏa thuận loại trừ. Ông nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm kích động sự đối đầu ở khu vực Nam Thái Bình Dương đều không phục vụ nhu cầu của người dân khu vực này, và cho biết thêm, sự giao tiếp và hợp tác của Trung Quốc với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương là để hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau nhằm đạt được sự phát triển chung mà không có bất cứ lợi ích địa chính trị nào. Ông nói, Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi cao cấp với Papua New Guinea và mở các cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại tự do sớm nhất có thể, và nói rằng tất cả các bên nên tôn trọng sự chọn lựa của người dân quần đảo Solomons và tránh can thiệp vào việc nội bộ của họ. Thủ tướng thân Trung Quốc của quần đảo Solomon đã giữ được chức trong cuộc bầu cử quốc gia. Cuộc bầu cử hôm thứ Tư là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi thủ tướng của quần đảo này ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc vào năm 2022 và đưa đảo quốc Thái Bình Dương này xích lại gần Bắc Kinh hơn, trong những bước đi khiến Mỹ và Úc lo ngại vì tác động tiềm năng đối với an ninh khu vực. Gần phân nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang bị sụt lún ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng, khiến hàng triệu người có nguy cơ bị ngập lụt, đặc biệt là khi mực nước biển dâng cao. Các tác giả của cuộc nghiên cứu đăng trên chuyên sang Science nhận thấy 45% đất đô thị của Trung Quốc đang lún nhanh hơn 3mm mỗi năm, với 16% ở mức hơn 10mm mỗi năm. Không chỉ do mặt nước ngầm đang sụt lún mà còn do sức nặng của môi trường được xây cất trên mặt đất. Với dân số sống ở đô thị của Trung Quốc đã vượt 900 triệu người, ngay cả một phần nhỏ đất sụt lún ở Trung Quốc cũng có thể trở thành mối đe dọa đáng kể đối với cuộc sống đô thị. Nhóm nghiên cứu do Al Zurui thuộc Đại học Sư phạm Hoa Nam dẫn đầu cho biết, sự sụt lún đã khiến Trung Quốc thiệt hại hơn 1,04 tỷ đô la hàng năm, và trong thế kỷ tới, gần 1/4 đất ven biển có thể thực sự thấp hơn mực nước biển, khiến hàng trăm triệu người chịu nguy cơ bị ngập lụt cao hơn. Robert Nichols tại Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Tyndale tại Đại học East Anglia nói, và điều này phản ánh những gì đang xảy ra khắp phần còn lại của khắp thế giới. Thành phố Thiên Tân của miền Bắc, nơi sinh sống của hơn 15 triệu người, được xác định là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm ngoái, 3.000 cư dân đã phải di tản sau một thảm họa địa chất bất ngờ mà các nhà điều tra nói là do cạn kiệt nguồn nước cũng như việc xây dựng các giếng địa nhiệt. Nhiều vùng khai thác than cũ của Trung Quốc cũng hứng chịu hậu quả của việc khai thác quá mức, và chính quyền thường buộc phải bơm bê tông vào các hầm than đổ nát để củng cố đất. Vấn đề không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Một nghiên cứu riêng biệt được công bố vào tháng 2 cho biết khoảng 6,3 triệu km vuông đất trên toàn cầu đang gặp nguy cơ. Trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Indonesia, với phần lớn thủ đô Jakarta hiện ở dưới mực nước biển. Theo một nghiên cứu năm 2022 của Singapore, trong số 44 thành phố lớn ven biển gặp phải vấn đề này có 30 thành phố ở châu Á. Bắc Hàn đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn phi đạn hành trình và phóng thử phi đạn phòng không mới ở Biển Tây của Triều Tiên vào ngày thứ Sáu. Cục quản lý phi đạn của Bắc Hàn cho biết, Bắc Hàn đã tiến hành thử sức mạnh đầu đạn siêu lớn được thiết kế cho phi đạn hành trình chiến lược Hwasong-1 Raba và phóng thử phi đạn phòng không loại mới vào chiều ngày thứ Sáu. Phi đạn hành trình chiến lược của Bắc Hàn được cho là thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Cơ quan truyền thông KCNA của Bắc Hàn đưa tin và nói thêm rằng nó không liên quan đến tình hình khu vực. Cả hai cuộc thử nghiệm đều là một phần trong các hoạt động thường xuyên của Cục và các viện khoa học quốc phòng trực thuộc nhằm phát triển nhanh chóng
công nghệ ở nhiều khía cạnh khác nhau như hiệu suất chiến thuật và kỹ thuật, cũng như việc vận hành các hệ thống vũ khí loại mới. Nam Hàn, Nhật Bản và Mỹ, những nước thường xuyên báo cáo các vụ thử phi đạn lớn mà họ phát hiện từ Bắc Hàn, cho biết là không phát hiện vật thể bay nào cả. Bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, bị bộ đội biên phòng thuộc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cấm xuất cảnh hôm 18 tháng 4 khi bà trên đường sang Campuchia du lịch cùng gia đình. Bà Lân xác nhận với các cơ quan truyền thông việc bà bị cấm xuất cảnh ngay sau khi bà quay về Hà Nội hôm 19 tháng 4. Tôi là người đàn bà 60 mấy tuổi mà các anh ấy bảo là vì lý do an ninh quốc gia nên tôi phải trở về đây. Tôi là một bà già suốt ngày chỉ chồng cháu và làm nội trợ mà cũng ảnh hưởng an ninh quốc gia sao? Bà Lân cho rằng đó là một lý do mơ hồ. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 năm 2020, đang thụ án tù 11 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, nơi cách xa nhà hơn 1.500 km. Hồi năm 2023, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc ra kết luận trong bản ý kiến số 16/2023 cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giữ ông Thụy là tùy tiện, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Việc vợ của ông Thụy bị cấm xuất cảnh diễn ra khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuẩn bị tổ chức tiến trình rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 6 đối với Việt Nam vào đầu tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong tiến trình này, quyền tự do đi lại của công dân cũng như các quyền căn bản khác được các bên liên quan thảo luận cùng với những khuyến nghị của Hà Nội cải thiện nhân quyền. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính vừa ký văn bản chỉ đạo ngành hải quan và các cơ quan liên quan đẩy mạnh hiện đại hóa cũng như phải xử lý, chấn chỉnh các hành vi phạm luật gây phiền hà sách nhiễu. Ông Chính yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo hướng số hóa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, tiến tới phi giấy tờ trong thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xe cộ khi xuất nhập khẩu hoặc xuất nhập cảnh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi sang số hóa trong lĩnh vực này theo yêu cầu của Thủ tướng là để góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp. Xét đến bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam còn nhiều khó khăn và tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến khó lường vào thời gian tới. Ông Chính cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan bảo đảm trang thiết bị phục vụ cho việc hiện đại hóa, đồng thời cần phải hạn chế sự tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Một yêu cầu nữa mà ông đặt ra với Bộ và Tổng cục là họ phải thường xuyên đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hải quan cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phải kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh xử lý các đơn vị công chức hải quan có hành vi vi phạm pháp luật, gây phiền hà sách nhiễu hoặc không kịp thời giải quyết các vướng mắc. Chỉ đạo của ông Chính được đưa ra khi Việt Nam ghi nhận mức tăng xuất nhập khẩu cao trong nhiều năm gần đây, nhưng đã xuất hiện những tín hiệu xấu hồi năm ngoái. Việt Nam được giới chuyên gia kinh tế đánh giá là nền kinh tế có độ mở lớn, với chỉ số giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu GDP đạt mức 190%. Với độ mở lớn như vậy, Việt Nam trở nên dễ tổn thương hơn trước các biến động bên ngoài. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.